Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình học và trả lời các câu hỏi có trong bài 15 Ngày như thế nào là đẹp. Bài học của chúng mình có ở trang 62, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, tập 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng với các con trong 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là đọc văn bản ngày như thế nào là đẹp. Nội dung thứ hai, nói và nghe với chủ đề ngày như thế nào là đẹp. Và nội dung thứ ba, đó là viết. Chúng mình sẽ nghe viết một đoạn trong bài ngày như thế nào là đẹp. Để khởi động tiết học ngày hôm nay, các con hãy kể lại với người thân hoặc bạn bè về một ngày mà em cảm thấy vui. Khi chúng mình kể, chúng mình cần nói rõ ngày em cảm thấy vui là ngày nào. Ngày hôm đó có gì xảy ra khiến em vui? Em đã làm gì để chia sẻ niềm vui đó? Cô ví dụ, ngày sinh nhật 8 tuổi vừa rồi của em là ngày mà em cảm thấy vui nhất. Ngày hôm đó ở trường em được 10 điểm môn toán. Cô giáo khen em chịu khó học bài và có thưởng cho em một chiếc bút mực rất đẹp. Về đến nhà, bố mẹ đã chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật rất ấm áp. Món quà mà bố em tặng em cũng chính là chiếc xe đạp mà em đã thích từ lâu. Em cảm thấy vô cùng vui vẻ và ôm chầm lấy bố mẹ. Các con thân mến, ngày mà chúng ta cảm thấy vui thường là ngày đẹp. Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu bài đọc ngày như thế nào là đẹp để xem ngày đẹp theo suy nghĩ của các nhân vật trong câu chuyện là ngày như thế nào nhé. Trong ngày ấy, các nhân vật có vui hay không? Các con hãy lắng nghe cô đọc văn bản ngày như thế nào là đẹp. Châu chấu nhảy lên gò, chia cái lưng mỏ xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tành tách, cọ rũa đôi càng. Một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu. Tường đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào một lớp đất khô. Thế là thế nào? Châu chấu nhảy lên. Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng. Không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp. Dùng đất cãi lại. Châu chấu không đồng ý với dùng đất. Chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó, kiến tha nhành thông đi qua, dừng lại nghỉ. Châu chấu hỏi kiến. Bác kiến ơi, bác hãy nói giúp xem, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau khi mặt trời lặn nhé. Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến. Hôm nay là ngày thế nào hả bác kiến đáng kính? Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Để đọc tốt được văn bản ngày hôm nay thì chúng mình cần chú ý ngắt giọng ở những câu dài như là bác kiến ơi, bác hãy nói giúp xem, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét. Chúng mình cần đọc diễn cảm lời thoại của nhân vật. Trong văn bản ngày hôm nay có một số từ ngữ mà có thể chúng mình chưa rõ nghĩa đấy. Ví dụ, gò có nghĩa là khoảng đất nổi cao lên giữa nơi bằng phẳng. Búng chân tức là dùng lực của chân để tạo ra âm thanh. Tanh tách là từ mô phỏng tiếng vật cứng và mảnh bật vào nhau liên tiếp, nghe giòn và thanh. Nắng huy hoàng nghĩa là nắng rực rỡ và rất đẹp. Văn bản ngày hôm nay có bố cục được chia thành 3 phần. Đoạn 1, từ châu chấu nhảy lên gò cho đến dùng đất cãi lại. Đoạn 2, châu chấu không đồng ý cho đến mặt trời lặn. Đoạn 3, từ mặt trời lặn cho đến nghỉ ngơi thoải mái. Tiếp theo, dựa vào bố cục này, các con hãy cùng cô đi tìm hiểu nội dung của văn bản ngày hôm nay trong phần tìm hiểu bài nhé. Đoạn 1, các con vật tranh luận với nhau. Bài đọc ngày hôm nay có những nhân vật nào vậy các con? Chúng ta thấy trong bài đọc có các nhân vật là châu chấu, run đất và kiến. Đọc kỹ lại đoạn 1, chúng mình thấy các con vật trong bài đọc đã tranh luận với nhau về điều gì? Châu chấu và run đất đã tranh luận với nhau về việc ngày như thế nào là đẹp đấy. Các con có biết theo run đất và châu chấu thì ngày như thế nào là đẹp không?
Theo châu chấu, ngày đẹp là ngày không có một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng. Còn đối với run đất thì ngày đẹp là ngày có mưa bụi và những vũng nước đục. Châu chấu không đồng ý với run đất nên cả hai đã quyết định đi tìm một người để hỏi. Và đúng lúc ấy thì có bác kiến Tha Cảnh Thông đi qua. Để biết nội dung cuộc trò chuyện như thế nào, các con hãy cùng cô tìm hiểu nội dung của đoạn 2, run đất và châu chấu đi hỏi bác kiến. Châu chấu đã hỏi bác kiến ơi, bác hãy nói giúp xem, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? Bác kiến trả lời, tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn khi mặt trời lặn nhé. Các con có biết vì sao bác kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn mới biết ngày như thế nào là đẹp không? Bác kiến phải đợi đến tối mới biết ngày như thế nào là đẹp, vì phải đến tối thì bác kiến mới biết công việc của bác ấy có hoàn thành tốt hay không. Tiếp theo là đoạn 3, câu trả lời của bác kiến. Mặt trời lặn, chúng đến tổ kiến, hôm nay là ngày thế nào hả bác kiến đáng kính? Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Cô và các con đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của văn bản ngày như thế nào là đẹp rồi đấy. Các con hãy đóng vai một nhân vật trong bài để nói về ngày như thế nào là đẹp nhé. Cô ví dụ, cô sẽ đóng vai châu chấu. Đối với tôi, ngày đẹp là ngày mà ở trên bầu trời không có một gợn mây nào. Mặt trời chiếu xuống những tia nắng rực rỡ và ấm áp, tôi có thể bay nhảy khắp nơi. Nếu đóng vai là run đất, cô có thể nói rằng theo tôi thì một ngày mưa bụi và có những vũng nước đục trên mặt đất mới là một ngày đẹp. Trời mưa làm đất ẩm ướt, tôi có thể dễ dàng rúc vào đất. Nếu như là bác kiến thì cô sẽ nói, một ngày đẹp là ngày mà tôi có thể làm tốt công việc của mình, có thể tha được nhiều đồ về tổ. Đến tối thì tôi lại được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Đấy là đối với ba nhân vật trong câu chuyện. Còn đối với bản thân em thì ngày như thế nào là đẹp? Theo em, ngày đẹp là ngày có thời tiết thuận lợi, em gặp được nhiều niềm vui và may mắn. Câu chuyện ngày hôm nay muốn nói với chúng ta rằng ngày đẹp là ngày mà mỗi người làm được nhiều việc tốt. Cùng cô chuyển sang nội dung thứ hai, đó chính là nói và nghe. Chúng mình sẽ nói và nghe với chủ đề ngày như thế nào là đẹp. Bài tập số 1, nói về sự việc trong từng tranh. Chúng ta có 4 bức tranh của văn bản ngày như thế nào là đẹp. Bức tranh đầu tiên, châu chấu nhảy lên gò phơi nắng và khen rằng hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Bức tranh số 2, run đất không đồng ý với châu chấu, run nói một ngày có mưa bụi và những vũng nước đục mới là ngày tuyệt đẹp. Bức tranh số 3, châu chấu và run cùng đi đến hỏi bác kiến xem thế nào mới là ngày đẹp. Bác kiến hẹn châu chấu và run đất đến tối sẽ trả lời. Bức tranh thứ 4, tối đến, bác kiến trả lời châu chấu và run đất rằng một ngày đẹp là một ngày mà bác đã làm tốt công việc của mình và được nghỉ ngơi thoải mái. Bài tập số 2 yêu cầu các con kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Bức tranh thứ nhất, châu chấu nhảy lên gò, chia cái lưng mỏ xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tành tách, cọ rũa đôi càng. Một ngày tuyệt đẹp, thật khó chịu, run đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô. Thế là thế nào? Châu chấu nhảy lên, trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng. Bức tranh số 2, không, mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp, run đất cãi lại. Bức tranh số 3, châu chấu không đồng ý với run đất, chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó, kiến Tha Nhành Thông đi qua, dừng lại nghỉ. Châu chấu hỏi kiến, bác kiến ơi, bác hãy nói giúp xem, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau khi mặt trời lặn nhé. Bức tranh cuối cùng, mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến. Hôm nay là ngày thế nào hả bác kiến đáng kính?
hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Cùng tiếp theo sẽ là phần viết. Chúng mình sẽ nghe viết một đoạn trong bài Ngày như thế nào là đẹp. Hãy lắng nghe cô đọc lại đoạn mà chúng mình cần viết nhé. Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau khi mặt trời lặn nhé. Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến. Hôm nay là ngày thế nào hả bác kiến đáng kính? Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Để viết tốt được bài tập đọc ngày hôm nay, chúng mình cần chú ý rằng viết hoa chữ cái đầu câu, giữa các cụm từ trong mỗi câu có dấu phẩy, kết thúc câu có dấu chấm, viết dấu gạch ngang trước lời thoại của nhân vật. Chúng mình cũng cần chú ý các tiếng dễ phát âm sai như là chả, lặn, tuyệt, rất. Bài tập số 2, chọn từ phù hợp với mỗi lời giải nghĩa dưới đây. Chúng ta có 3 từ là rán, dán và dán. Cùng cô làm từng câu dưới đây nhé. Làm chín thức ăn trong dầu, mỡ đun sôi chính là rán. Làm cho hai vật dính với nhau bằng một chất dính như là hồ hoặc keo thì sẽ là rán. Và loại bọ râu dài, cánh mỏng màu nâu, có mùi hôi, sống ở nơi tối và ẩm chính là con rán các bạn nhé. Bài tập số 2, làm bài tập A hoặc B. Bài tập A, chọn R, Z hoặc Z thay cho ô vuông. Trong khu rừng già có một cây sồi to, cành lá sum suê che rợp một cả một góc rừng. Cây sồi rất kiêu ngạo về vóc dáng và sức mạnh của mình. Trong rừng có nhiều loài chim, nhưng cây sồi chỉ thích kết bạn với các loài chim xinh đẹp và hót hay như họa mi, sơn ca, theo Vĩnh Quyên. Phần B, quan sát tranh, tìm từ ngữ, dấu hỏi hoặc dấu ngã. Đầu tiên là gọi tên các con vật hoặc là chỉ hoạt động của các con vật chứa dấu hỏi như là hổ, sư tử, khỉ, thỏ, gâu cao cổ, ngủ, nhảy. Tiếp theo là gọi tên các con vật hoặc chỉ hoạt động của các con vật có chứa dấu ngã như là gõ kiến, ong vò vẽ, ngã hoặc là hoẵng. Cuối cùng, chúng mình hãy kể câu chuyện ngày như thế nào là đẹp cho người thân nghe và trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện nhé. Hy vọng rằng các con đã có một giờ học vui vẻ và thú vị cùng với cô. Hãy tiếp tục truy cập vào trang web loigiaihay.com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các con học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các con vào những video thú vị lần sau.